Xin chào quý vị và các bạn nhé. Tôi đã có mặt ở chợ cây ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh và cũng có gặp gỡ một số nhà vườn để tiếp tục cái chương trình báo giá. Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là anh Hiếu chủ vườn. Hiếu đọc số điện thoại cho anh em liên hệ đi. 0919 021 828. Cảm ơn anh. Sau đây là anh Hiếu sẽ báo giá một số cây ở trong khu vực bày cây của anh. Và là báo giá anh là anh cộng luôn cả giá ship toàn miền Bắc nhỉ? Dạ vâng. Rồi. Đây là một cây tùng La Hán. Cái này là anh báo giá bao tiền cây tùng này? Cây tùng La Hán này là 70 triệu bao ship. 70 triệu bao ship toàn miền Bắc. Rồi. Cái này là bao tiền cây này? Cây này là 85 triệu. 85 triệu. Hoành gốc của nó được đạt được 60. Cái này là chắc bách diệp nhỉ? Cái này là cái chắc. Chắc bách diệp. Cũng của vườn mình phải không? Vâng. Giá của cái chắc này là 150 triệu. 150 triệu. Tùng La Hán. Tùng La Hán bay. Bay. Miền Nam họ có gọi là dáng bay nhỉ? Vâng. Mình thì gọi là trực hoành được không? Mình gọi là trực hoành. Trực hoành nhỉ? Vâng. Cái này thì bao nhiêu thì sao chị được? 65 triệu. 65 triệu. Một cái tiểu cảnh tùng đào đá tùng đen có thác nước, đây không có điện em không cắm được. Đá lũa đen gần trắng, kích thước khay là 1m1 nhân với 1m55. Khay đá tự nhiên. Anh bỏ tạm dưới một cái cây này xuống dưới được không? Tiểu cảnh cũng đẹp nhỉ. Cũng đẹp. Lũa đen là loại đá cũng đang được ưa chuộng hiện nay. Tiểu cảnh này thì anh em báo giá bao nhiêu? Tiểu cảnh này đó là 55 triệu. 55 triệu. Dạ. Quay từ xa cái tiểu cảnh này này.
Linh Sam này. Rừng Linh Sam cầu liền. Rừng Linh Sam. Nằm trên máng gỗ. Dạ. Giá của rừng Linh Sam này là 12 triệu. 12 triệu. Tức là chia ra là khoảng độ 3 triệu một cây. Nói chung là nó lên tác phẩm thì nó giá trị hơn đúng không? Nó thành một tác phẩm hoàn thiện nó giá trị hơn bán lẻ. Nó là cụm nó liền chứ không phải là rời. Đây là nó liền này. Vâng, nó liền. Đấy, liền nhau này. Cả một cụm này nó liền hết. Không phải là ghép lại. Được, tác phẩm này đẹp. 12 triệu cũng là sát giá đấy. Cái này là cũng cộng ship toàn là đắt rồi đúng không? Vâng ạ. Thực ra những cây nhỏ này ship nó chỉ mất vài trăm nghìn không đáng ngại nhỉ. Cái hòn non bộ này nó mới tốn tiền ship này. Hòn non bộ này thì đấy. Thế còn những cái bonsai thì đơn giản. Hòn non bộ cũng khá là đẹp. Chủ vườn là quê ở Bỉm Sơn phải không nhỉ? Vâng. Bỉm Sơn là quê hương của đất và đá. Đá Bỉm Sơn. Đá này được khai thác ở chân núi nên nó có cái màu đất như này. Có lẽ là sau nhiều năm chịu khó tưới nước thì nó màu xanh rêu nhỉ? Thời gian để nó bám rêu thì nó sẽ lên rêu. Lên rêu nhìn nó khổ kinh rất đẹp. Toàn bộ này anh có đặt tên không? Dạ không ạ. Kiếm cái tên hay hay đặt cho nó thêm cái giá trị nhân văn. Đẹp, cái này cũng đẹp. Nhìn từ xa tác phẩm toàn bộ này. Hôm nay là anh báo giá bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 70 triệu. 70 triệu. Hỗ trợ cậu đến tận chân nhà. Chân nhà đúng không? Tận sân vườn nhà của nhà gia đình luôn. Chiều trái của hòn non bộ này. Hòn non bộ này nhìn hai chiều, chiều nào cũng đẹp. Tác phẩm này thì báo giá bao nhiêu tiền đây? Cái tùng này là 35 triệu. 35 triệu.
cần thăng này. Cái này chắc cũng mới làm lại đúng không? Vâng. Cũng mới làm lại. Si này. Loại gì? Loại như nào? Cái tùng đó. Đây nó 9 triệu anh ạ. Tùng đây là kiểu 9 triệu.